Vào khoảng 17 giờ 35 phút chiều tối ngày 6 tháng 6, tại cầu chui đường sắt Phú Lương thuộc đường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương, lái xe Phạm Văn Hải, sinh năm 1974, trú tại xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách, điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 34C03278, chở máy xúc. Khi đi qua cầu chui, máy xúc trên xe ô tô này va chạm vào đường sắt, làm xê dịch về bên trái theo hướng Hà Nội-Hải Phòng. Ngành đường sắt phải phong tỏa chạy tàu qua vị trí này để khắc phục sự cố khiến hai chuyến tàu khách LP7 tuyến Hà Nội Hải Phòng và HP2 tuyến Hải Phòng Hà Nội phải chờ và phải sử dụng xe ô tô chuyên chở 550 hành khách từ ga Hải Dương đến ga Tiền Trung và ngược lại. Sau hơn 4 giờ, lực lượng chức năng mới khắc phục được sự cố này. Được biết tại vị trí này đã gắn biển báo hạn chế chiều cao 4,5m và không có khung giới hạn trước khi lưu thông qua gầm cầu. Tuy nhiên, lái xe Phạm Văn Hải vẫn cố tình chở hàng quá chiều cao lưu thông qua đây, dẫn đến xảy ra sự cố. Hành vi này sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.